Thưa quý vị, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, thời gian qua, cựu chiến binh phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn là một trong những lực lượng tiên phong trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tại địa phương. Nổi bật trong đó, mô hình Dark Granite của ông Hồ Văn Hóa, chi hội cựu chiến binh 2A, phường Hòa Hải đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động, đóng góp tích cực vào các hoạt động phong trào của cựu chiến binh phường. Rời quân ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình, ông Hồ Văn Hóa trở về phường Hòa Hải và tham gia vào câu lạc bộ phát triển kinh tế cựu chiến binh địa phương. Với quyết tâm và chí thú làm ăn, ông Hóa tự mày mò nghiên cứu các mô hình kinh tế hiệu quả phù hợp, từ đó góp vốn thành lập nên doanh nghiệp chuyên cung cấp đá granite. Tuy mới đầu còn khó khăn nhưng đến nay mô hình đã phát triển lớn mạnh với hơn 35 lao động cùng nhiều bạn hàng. Đáng mừng hơn là mô hình của ông Hóa đã lan tỏa phong trào thi đua tại làng nghề đá chải phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Công ty của mình thành lập hơn 1 năm rồi. Mình tạo lên cái dòng đó ra này để lùm những cái công trình để thêm thu nhập cho gia đình với có các cựu chiến binh và tạo điều kiện cho các hội cựu chiến binh ở địa phương. Không chỉ giỏi trong việc sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động, ông Hóa cũng là một cựu chiến binh gương mẫu tiên phong trong các phong trào địa phương như ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, cựu chiến binh bảo vệ môi trường. Từ sự thành công của mô hình kinh tế, ông Hóa đã đóng góp rất nhiều cho quỹ hoạt động của cựu chiến binh trong nhiều năm qua. Thì đó thì tiết này vừa là xây dựng cho phát triển kinh tế cho địa phương, hay là quỹ đóng góp cho phan đồ địa phương với có khi tài trợ cho những người nghèo hoặc là xây dựng tình nhà tình nghĩa của tăng chi hậu. Thì luôn luôn làm với quá là cùng với bòn bọt với chi hậu trưởng để đóng góp xây dựng cái phan đồ để có chi hậu cựu chiến binh vững mạnh. Nhờ những nỗ lực của mình, ông Hóa được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp ngành, là cựu chiến binh đạt danh hiệu thi đua sản xuất giỏi 3 năm liền. Sự thành công của mô hình này không chỉ giúp ông Hóa phát triển kinh tế gia đình mà còn trở thành địa điểm tham quan học tập của nhiều người, góp phần vào công tác giảm nghèo chung của phường Hòa Hải.